Chào các bạn trở lại với Sức Khỏe Health Tips. Hôm nay My cho các bạn xem kết quả mà mình đã làm cái chậu cao lên. Mình tiết kiệm tiền, mình nối cái chậu ra dài ra. Thì hôm nay được 9 ngày thì kết quả để My cho các bạn xem rất là tốt luôn các bạn. Và sau đó mình cho các bạn xem cái dưa leo á, mình chiết nhánh với cà chua mình chiết nhánh cũng rất là dễ để mình nhân giống mà không có cần gieo hạt. Và cái cây khi mà nó lớn á, mình muốn sang chậu hoặc là mình bứng đi chỗ khác thì cách mình làm để cho nó đừng có bị héo, bị ủ rũ. Và cái kết quả sau khi làm thì cũng thấy thành công đó các bạn. Thì đây là kết quả 9 ngày sau khi mà hai cái chậu này My đã nói trong cái video trước đó. Thì hôm nay nè các bạn, mình làm là ngày 10 tháng 5, bữa nay là ngày 19 tháng 5, là được 9 ngày á các bạn. Thì cái hai cái cây này nè, hai cây cà này, bữa nay các bạn nhìn nè, My thấy nó rất là mập mạp mà khỏe đó, khỏe lắm luôn á. Mà để mình coi cái bộ rễ của nó, tại vì hồi nãy My tưới My thấy là nó có rễ chút chút, cho nên muốn cho các bạn xem, tại vì nó tạo rễ rất là nhanh. Mà giống như nhiều bạn hỏi là làm vậy thì cây có chết hay không á, thì nó không có chết nha các bạn, mà nó làm cho cây rất là mập, mà cái rễ nó sẽ ra nhiều hơn. Đây nè, để mình lấy nước mình tưới nó đó, cái rễ đó nè. Đất mình tới đâu á là rễ nó ra tới đó luôn, nó thấy thương ghê vậy đó. Mà nó rất là nhanh luôn, rễ cà nó nhanh, rễ ớt nó cũng có nhưng mà nó hơi chậm hơn rễ cây cà. Đó các bạn thấy nè, thấy rễ không? Thì mới có 9 ngày thôi đó mà rễ nó nhiều như vậy á. Thì cái chậu này nè là mình làm là một gang, thì là cái bộ rễ nó tăng thêm được một gang tay nữa luôn. Thì bữa nay nó cũng ra bông nhiều mà thấy rất là tốt. Tôi thấy thương không? Cái chỗ mà mình cắt ra để mình nối cái chậu lại á, các bạn thấy rễ nó lú ra nè, chứng tỏ là rễ ở dưới đây nè rất là nhiều luôn. Ở trên đây là ít ha, ở dưới đây nó còn nhiều nữa, nó mới lú ra rễ tới đây luôn, trắng trắng nè. Thôi đây nè, đó, cái rễ nó chứng tỏ là ở dưới đây rễ nhiều lắm lắm luôn. Bởi vậy mình phải ráp cho nó kín lại. Ý là My cũng có buộc ở trên đây rồi đó, mà nó còn bị hở ở dưới đây. Thì cái này mình lấy bịch ni lông á gì á, mình che nó lại một chút để cho nó không có bị khô rễ á. Chứ gần vậy nó hơi khô rễ thì từ từ cái rễ này nó bị chết á. Các bạn mười mốt mà mình tăng thêm một phần nữa đó ha, là nó vẫn tạo rễ thêm một phần nữa, thì cái cây của mình lúc đó là rất là khỏe luôn. Mà cây khỏe như vậy đó thì mình tạo cái nhánh cho nó đó, mình để á, mình để hai nhánh hoặc là ba nhánh thì cây nó vẫn khỏe. Còn nếu như mà các bạn trồng xuống đất xong rồi cứ một lần vậy thôi, cứ cho rễ nó chạy dưới đất thôi, mình không có bồi cái rễ ở trên cái thân á, thì cái bộ rễ nó nuôi chỉ được có một cây, một nhánh, hai nhánh là maximum chứ không có nhiều được. Thì My thấy mình tạo cái này nè, mình để nhiều có hồi năm ngoái á, My thử nghiệm á, là My để được ba nhánh mật. Trời ơi, nhánh nào nhánh nấy các bạn biết cũng rất là mập luôn á. Nhưng mà mình để lúc đó xong rồi cái tới mùa đông liền á, cái cho nên cái cây nó không có trái nhiều. Còn năm nay My biết rồi, cái mình làm ngay cái lúc mùa xuân liền, để cho bây giờ mà tới hè rồi tới thu nữa thì mình sẽ thu hoạch được nhiều luôn á. Tại cái kéo dài nó nắng nhiều đó. Còn hồi đó mình làm lúc mùa đông thì cây nó cũng không có chết, nhưng mà điều nó không có được khỏe. Thấy rễ của nó ra nè, rồi nhìn y như là mình ngâm cây cà vô trong nước vậy đó. Ngâm nước tới đâu là rễ cà tới đó. Thì cây bên này á, là vừa rồi một cái nhánh nó chia ra làm hai đó, cái mình để luôn á. Thì bữa nay cái thân nó cũng mập,
Roma tomato. Giờ nó ra trái nó dài dài nè. Mình cái thân nó rất là khỏe cho nên mình thấy mình thích đó các bạn. Thì cái cách nối chậu này mình thấy thành công lắm các bạn. Mà tăng cái bộ rễ cho cây các bạn thấy rồi đó. Nó làm cho cây của mình rất là khỏe. À, mình cho các bạn xem. Thì vừa rồi mình chặt mấy cái nhánh cà đó, cái mình bỏ tỉa bớt đó để mình vô đất á. Cái cây á, mình ghim vô nè. Bây giờ các bạn thấy không, nó ra rễ quá chừng luôn á. Thì mình ngâm, lúc đó mình làm mình ngâm bữa nay thì cũng là 9 ngày đó. Coi nè, thấy thương không? Thì có bạn hỏi có cần ngắt lá hết không á, thì mi làm là ngắt lá hết để cho nó đừng có nuôi gì hết á, nuôi lá một chút thôi à, để chủ yếu nó tập trung vô rễ. Thì cái cây nào nó khỏe thì nó ra rễ nhanh, mặc dù mình ngâm một lượt nè ba cây mà có cây thì ra rễ nhanh, còn có cây mới lú lú ha. Đó, rồi cứ ngâm vô nước thì khoảng chừng cái này chắc 3-4 ngày mi mới thay nước một lần á, hầu nhiều khi không có nhớ á, mình cứ để đại như vậy. Cái này là dưa leo nè các bạn. Dưa leo mình cũng ngâm ra rễ. Khi mà mình ngắt mấy cái đọt nhỏ nhỏ mình bỏ đó nè, mình ngâm ra rễ, nó ra rễ dưa leo nè. Như vậy nè, các bạn đem đi trồng thì cũng thành một cây dưa leo mới mà mình không có cần gieo, không có mình nhân giống dưa leo được luôn nha. Cái này thì mi làm nhưng mà mình không có xài cho các bạn xem là nó làm được vậy thôi, cho nên mi cũng không có săn sóc á. Rồi cái mình để cái bông đồ luôn, chứ thường dưa leo mình ngâm á, hay là cà chua mình bỏ mấy cái bông này hết để cho cái rễ nó khỏe, không có cần nuôi cái bông gì hết á, chủ yếu là cho cái thân với rễ. Rồi như vậy nè, nó ra chừng một lóng tay, nửa lóng tay là các bạn đem trồng xuống đất á, là được rồi, không cần phải để dài như vậy. Dài như vậy là quá dài rồi đó. Thì như vậy là nó thành một cái cây dưa leo mới rồi đó các bạn. Đây nè, thấy thương không? Quá chừng luôn. Các bạn nhìn cái cây cà này nó tự mọc. Mà bây giờ nó ngay chỗ này nó tối quá đó. Nó không phải tối mà nó bóng râm. Nó chung với cây bạc hà nè. Bây giờ mình bứng nó ra. Trời ơi, tội nghiệp quá, mọc ké mà. Quá chừng là cao luôn. Cao quá chừng luôn, bây giờ có bông luôn rồi nè. Ở trong đây thiếu nắng á, cho nên trời thân nó ốm nhơ mà. Lá thì xanh luôn ha. Giờ nếu mình để ở trong mát nữa đó là lá nó xanh tốt nhưng mà trái nó ít, cho nên mình phải cần chỗ nắng. Còn bạc hà này thì không sao nè, bạc hà này nó có mát thì nó có nước rồi là nó mập à. Mình tách nó ra luôn nè, nó có rễ thì nó sống mà không sao. Cái đất này là mi pha đất cũ nè, xong rồi mình đổ cũng cả 2 nắm phân bò vô đây á, chung với cái đất cũ tơi xốp sẵn rồi, không cần pha gì thêm hết. Đất cũ xài cũng được, miễn sao nó không có nấm bệnh là được rồi. Mình cắt cái lá bớt nè để mình bồi đất thêm á. Cà thì mình đừng có để lá nhiều quá, mình tỉa bớt nhưng mà đừng bao giờ tỉa một lần một. Các bạn nguyên cây này mà mình tỉa một lần một theo ý mình á là nó mất sức á, nó không có thích đâu. Tỉa chừng, ví dụ bạn tỉa một lần thì mình tỉa thành 2 lần đi, đừng tỉa một lần. Mình cắt mớ, sau này từ xa mình cắt tiếp nữa. Mình chôn cái thân nó cho sâu sâu một chút. Vậy là cái rễ á, mi làm cao thêm á, là từ cái gốc của nó hồi nãy á, thêm là khoảng 2 gang tay á, cho thêm đất á.
Vì cái này cũng khoảng mi làm trước đó thì cũng khoảng cỡ 15 ngày rồi đó. Cũng nối chậu giống như cái kiểu của kia luôn nha. Thì mình nghĩ là không có biết nó sống không, hy vọng thôi, tại vì cái cây này lúc này là nó đã có trái rồi, có bông nhiều rồi. Vậy mà bữa nay cũng rễ ra nhiều. Nói chung là thành công đó các bạn. Khi mà mi làm á, lúc mà cái cây mà lớn quá đó mà mình bứng ra đó, thì các bạn phải giữ cho cái đất nó luôn ẩm, mình tưới thường xuyên, thêm đất một cỡ 1,5 gang, xong rồi đó là mình giữ đất luôn ẩm, một ngày mình tưới 2 lần và mình để chỗ mát, thật là mát luôn, thì cái cây á nó cũng héo một chút xíu, xong rồi sau đó cái thấy nó tươi trở lại. Thì bữa nay thấy nó cũng khỏe trở lại bình thường mà. Nói chung là như vậy thì nó sống rồi đó các bạn, thì cũng mừng. Thấy mình làm cái cách này, mi thấy cây nó sống khỏe thì rất là vui luôn á. Thì cứ lâu lâu các bạn nhớ săn sóc, mình cứ cắt cái này ha, cắt bỏ cái mấy cái nhánh con nhỏ nhỏ này để cho nó dinh dưỡng, nó vô những cái bông á, như những cái trái, đừng có nuôi mấy cái không cần thiết nữa. Còn lá thì mình cũng nhặt nhặt bớt nè, những cái này nè, những cái này mình ngắt bỏ nè, ở dưới thân là mình cũng bỏ bớt hết nhiều lắm. Mình chúc cho các bạn trồng được tốt nha, hẹn các bạn ở nhiều video khác về trồng cây hay nấu những món chay của mình ha. Chào tạm biệt các bạn, bye bye.